Lục địa bay lơ lửng trên không, nhà bác học nói, mặc dù khó tin nhưng là sự thật. Ở châu Âu vào thời cổ đại có những câu chuyện về lục địa bay Magna xuất hiện trên bầu trời. Lục địa này cũng được ghi lại trong các tiểu thuyết nổi tiếng. Một trong số đó là tiểu thuyết của nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Jonathan Swift. Vậy tình huống thực sự của lục địa khổng lồ lơ lửng trên bầu trời là gì? Hãy cùng Lina's Blog tìm hiểu qua video sau đây nhé! Magna được gọi là lục địa lơ lửng, nghĩa là nó không phải là lục địa trên mặt đất theo cách hiểu thông thường của chúng ta, mà là lục địa trên bầu trời. Nói đến đây, người ta sẽ nghĩ ngay đến cuốn sách Gulliver's Travels của nhà văn Anh gốc Ireland Jonathan Swift. Trong đó, Laputa chính là một vương quốc trên bầu trời. Swift không chỉ là một nhà văn khoa học viễn tưởng, ông thông thạo một số lĩnh vực, thậm chí cả kinh tế học vĩ mô được biết đến trong thời hiện đại, ông cũng hết sức tinh thông. Vì vậy, ông có thể được xem là một nhà bác học. Ông từng dựa vào tình hình thực tế để viết ra các dự luật xóa đói giảm nghèo. Cuốn sách Gulliver's Travels của ông là dựa trên những truyền thuyết ly kỳ từ khắp nơi trên thế giới. Vương quốc trên không Laputa trong cuốn sách của ông cũng là dựa trên những truyền thuyết có thật ngoài đời, sau đó thêm vào một số châm biếm xã hội. Nói cách khác, đối với những người ở thời Swift thì chuyến du hành của Gulliver là một cuốn tiểu thuyết đầy hiện thực. Như vậy, lục địa bay có thật hay không? Swift từng chắc chắn nói rằng, mặc dù khó tin, nhưng nó là sự thật. Tài liệu về lục địa lơ lửng Magna tuy tràn đầy bí ẩn và ly kỳ, nhưng thông tin chi tiết về nó lại có mặt ở khắp mọi nơi. Khi phương tiện di chuyển thời cổ đại còn rất hạn chế, nhưng các ghi chép ở những vùng khác nhau của châu Âu về lục địa này lại giống nhau đến kinh người. Như thể họ đã tận mắt nhìn thấy nó và miêu tả lại vậy. Truyền thuyết về lục địa bay Magna có thể được tìm thấy trong các ghi chép từ khoảng thế kỷ thứ 8 sau công nguyên. Sau đó, lục địa bay này thường xuyên được nhìn thấy ở một số quốc gia tại châu Âu. Cảnh tượng khi nó xuất hiện trong hầu hết các trường hợp đều là ban đầu trên không trung xuất hiện một đoàn phi thuyền, sau đó trên mặt đất nổi lên bão táp. Tiếp theo, nhiều vật nuôi và cây trồng bị cướp đoạt. Trong các ghi chép chính thống, hiện tượng này được cho là nông dân bịa đặt nhằm trốn tránh việc trả tiền thuê đất của họ cho địa chủ. Nhưng vào thời đại đó, nếu hoàn toàn không có lục địa bay, thì việc viện một lý do hoang đường như vậy khi trả tiền thuế đất hẳn là không có tác dụng gì cả. Ngược lại, nếu tuyên bố này có hiệu quả, thì nó cho thấy loại cướp bóc gây ra bởi sự xuất hiện thường xuyên của lục địa bay này là có thật. Tất nhiên, cũng sẽ có những người lấy cớ rằng những công dân từ lục địa bay Magna đã cướp bóc của họ, và lý do mà các chủ đất tin như vậy là vì họ biết về sự tồn tại của lục địa Magna. Có rất nhiều câu chuyện về Magna trong lịch sử và cũng có nhiều tài liệu ghi lại những tình huống cụ thể và thuyết phục. Các bạn nghĩ sao về lục địa này? Hãy để lại comment và cũng đừng quên like, share và đăng ký kênh để cùng chờ đón các video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!